giành thắng lợi 3-0 trước đội tuyển Lào trong trận ra quân ở bảng A tại AFF Cup 2018. Văn Quyết cùng đồng đội nhận được những lời đánh giá cao từ phía các báo đài trong khu vực. Kết thúc trận đấu mở màn, đoàn quân của đội tuyển Park Hang-seo đã có trọn vẹn 3 điểm tại thủ đô Vientiane sau khi ghi được 3 bàn thắng và giữ sạch lưới trước đội tuyển Lào. Tài khoản mạng xã hội của AFF Cup tổng kết cuộc đối đầu này bằng nhận định: đội tuyển Việt Nam đã cho thấy sự thống trị tuyệt đối trong trận mở màn bằng bữa tiệc 3 bàn thắng trên đất Lào. Các cầu thủ áo trắng đã chứng minh vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng toàn diện và thuyết phục, đặt mục tiêu tìm kiếm chức cúp Đông Nam Á lần thứ 2 trong lịch sử. Đây cho đội tuyển Park đã không mất quá nhiều thời gian để khẳng định sự kiểm soát thế trận, vượt trội trước đội chủ nhà. Trang chủ AFF Cup viết. Tờ Jonas News vẫn không quên tiền đạo Nguyễn Anh Đức, một trong 3 lão tướng từng tham dự ASEAN 2018 và để lại được nhiều dấu ấn. Sau khi tiền đạo của Bình Dương tiếp tục nổ súng tại AFF Cup lần này, tờ báo nổi tiếng Hàn Quốc bình luận: với cú dứt điểm của Anh Đức, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành hiệp 1 với cách biệt đáng kể. Trang chủ AFF Cup gọi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 của Quang Hải là điểm sáng của trận đấu. Mặc dù có tình huống cản phá xuất sắc ở đầu hiệp 2, thủ thành Sajamonin lại không thể từ chối bàn thắng thứ 3 của đội tuyển Việt Nam thêm lần nữa. Quang Hải có cú sút phạt với đường cong tuyệt đẹp đánh bại toàn bộ hàng phòng ngự của đội tuyển Lào ở phút 68. Cú sút phạt cong veo của Quang Hải rơi vào góc dưới khung thành ở giữa hiệp 2 đã đảm bảo cho đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng A sau vòng đấu mở màn, ESPN khẳng định. Dù không thể hoàn thành cú đúp khi bàn thắng cuối trận bị trọng tài căng cờ việt vị, Công Phượng vẫn được trang chủ AFF Cup đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất của đội tuyển Việt Nam. Trang Fox Sports châu Á tỏ ra thú vị khi tác giả của 3 bàn thắng của lưới Lào đều đến từ những cầu thủ họ Nguyễn. Theo chuyên trang thể thao châu Á, đội tuyển Việt Nam đã hành hạ hàng phòng ngự của đội chủ nhà trong suốt trận đấu với tỷ lệ dự bóng lên tới 84%. Đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B, nhưng báo chí của xứ sở bạn đảo vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tới 2 trận đấu vừa diễn ra thuộc bảng A. Sau trận đấu, tờ Polasport kết luận: Malaysia thắng nhẹ, đội tuyển Việt Nam chiếm ngôi đầu khi cùng có 3 điểm trước hai đội bị đánh giá yếu nhất bảng là Lào và Campuchia. Ở trận đấu sớm, Malaysia giành thắng lợi tối thiểu trước Campuchia, giúp họ dẫn đầu bảng với 3 điểm và hiệu số thắng bại là cộng 1. Tuy nhiên, ngôi đầu của họ không kéo dài được bao lâu khi đội tuyển Việt Nam có chiến thắng trước Lào, trang báo thể thao của Indonesia khẳng định. Còn tại Thái Lan, tờ Siam Sport đưa tin trận đấu với tiêu đề: đội tuyển Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng trước đối thủ dễ thở Lào tại AFF Cup. Trong khi tờ Goal miêu tả đội tuyển Việt Nam đánh bại Lào để kiếm về 3 điểm đầu tiên và gây phấn khích cho đám đông khán giả trên sân. Trang Reuters cũng nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam dễ dàng vượt qua Lào trong trận mở màn Cúp Đông Nam Á. Đoàn quân của Liên minh Park Hang-seo, đội tuyển từng vô địch năm 2008 và là một trong những kỳ viên được yêu thích nhất giải đấu, chiếm ưu thế trước đội hình của nước chủ nhà. Đánh giá về màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam trong trận mở màn, Fox Sports châu Á chấm điểm cao nhất 7.5 theo thang điểm 10 cho hai tiền đạo trên hàng công là Công Phượng và Anh Đức. Sau cuộc đối đầu trên đất Lào, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước để chuẩn bị tiếp đón Malaysia trên sân nhà vào ngày 16 tháng 11, trước khi tiếp tục di chuyển sang Myanmar để đá trận thứ 3.